Lò sút luân lưu. Trong khi đó thì ông Bokerman cùng người trợ lý Van der Heyden của mình đang lựa chọn ra những cầu thủ. Và chúng ta sẽ đặt sự tin tưởng ở Đặng Văn Lâm, người đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự dặn dò rất kỹ lưỡng. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài rất đẹp mà người quay phim và đạo diễn hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. Trước U23 Iraq một năm về trước thì những người đã thực hiện những quả đá cho U23 Việt Nam và đều đá rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua đội bóng này với tỷ số 2-0. Quế Ngọc Hải và Sa Phi. Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordan trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sút phạt tốt nhất của mình là Baha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Baha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Đá của Baha là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ sút phạt tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Vào rồi! Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Sa Phi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Sa Phi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Baha Saif. Cú đá của Baha! Hoan hô Đặng Văn Lâm!
và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng, nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bản lĩnh tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Vẫn còn lại chiến thắng. Chúng ta đang dẫn 3-1 rồi. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định, và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi, đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Và... xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam! Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào tứ kết của Asian Cup 2019 rồi! Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam! Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân.